quay trở lại với channel của mình. Như video trước mình đã nói, đó là cuối tháng 8 này thì mình sẽ rời khỏi MGM. Và thứ hai tuần sau là ngày 31 tháng 8 thì mình sẽ không làm việc ở nhà, mà mình sẽ tới công ty để mà mình có thể làm những cái thủ tục về giấy tờ cũng như là bàn giao lại máy móc. Nên hôm nay là mình sẽ phải thu dọn thằng này, thu dọn tất cả những thứ liên quan tới cái máy tính của công ty. Sau đấy là mình sẽ bắt đầu setup cái Mac cũ của mình lên. Đây là chiếc máy tính mà đã giúp mình rất là nhiều từ khi mình vừa mới bắt đầu học lập trình một năm rồi. Mình chưa sử dụng lại nó. Đến bây giờ khi mà mình phải trả lại cái MacBook này cho công ty, mình mới bắt đầu lôi cái thằng này ra và mình sẽ setup nó lại. Có nghĩa là mình vừa mới reset factory của cái máy này rồi. Có nghĩa là máy này bây giờ đang trống trơn, không có gì hết trơn á. Thì video này một phần là để cập nhật cho mọi người biết là tình hình mình như thế nào, một phần ấy là để mình hướng dẫn cho mọi người cái cách mà một ông dad setup cái máy Mac để mình làm việc được là nó như thế nào. Cái thì đầu tiên mình phải dọn thằng kia trước cái đã. Mình sẽ setup cái Mac của mình lên ha. Bây giờ cái Mac mình nó vừa mới clean, nó không có cái gì cả. Để mình giới thiệu một chút, đó là cái con Mac này là một con Mac Pro Retina 15 inch đời 2013 và con chip của nó là i7 4 core 8 luồng 2.7 GHz, RAM là 16 GB và 1600 MHz DDR3 và cái card RAM của nó là NVIDIA 650M. Đó là cái thông tin về nó. Mình sẽ cho các bạn xem thêm một chút về cái system report. Thì ở đây có ghi một cái là cycle count 307, có nghĩa là mình đã sạc các con máy này 307 lần. Không phải là sạc 307 lần mà là full cái cycle, có nghĩa là sử dụng đủ 100% pin 307 lần. Thì đó là tình trạng của máy này. Cái máy này ấy, là mình sử dụng nó từ năm 2014, mình sử dụng cho tới cuối năm 2019. Thì cuối năm 2019 là mình vào MGM, thì khi đấy là MGM họ mới cấp cho mình một cái MacBook. Từ lúc đấy đến bây giờ thì mình không sử dụng cái máy này, tại vì nó có quá nhiều máy để mà mình dùng. Thật sự mà nói thì cái máy đời 2013 này của mình nó xài rất là sướng, nó cực kỳ sướng. Sướng ở chỗ nào? Cái bàn phím, nó không phải là bàn phím cánh bướm và nó bấm rất là phê. Và các bạn cứ trở về những cái bàn phím của MacBook thời 2013, 2014, 2013, 2014 thì các bạn sẽ cảm giác là cái bàn phím nó bấm sướng hơn cái bàn phím cánh bướm rất là nhiều. Và cái MacBook này từ lúc mình sử dụng đến bây giờ là tầm 6 năm ha. Và cái tuổi đời của cái máy này, tuổi đời của linh kiện thì chắc cũng gần 10 năm rồi. Nó chưa bao giờ nó bị hư một cái gì cả, trừ một thứ duy nhất, đó chính là cái loa. Cái loa bây giờ nó đang rất là rè, và khi mà mở cái loa to thì nó sẽ bị rè ha. Thì nó chỉ bị một mình cái lỗi đó thôi. Còn lại là cái máy này chưa bao giờ khiến mình phiền lòng về bất kỳ một cái vấn đề gì cả, tuy là nó đã cũ rồi. Thêm một cái nữa là mình chưa bao giờ gặp những cái thứ mà ví dụ như là app crash hoặc là kiểu not responding kiểu vậy. Mình chưa bao giờ gặp những cái thứ đấy ở trên cái con Mac này, nên mình nghĩ là con Mac này vẫn sử dụng được rất là tốt cho cái công việc của mình sắp tới. Thì trong phần này mình sẽ setup cái máy này lên. Đầu tiên khi mà đi vào thì mình sẽ vào cái trackpad trước và mình chọn tab to click. Mình rất ghét cái việc phải bấm cái cạch xuống. Ở đây mình đã tạo sẵn một số cái file dành cho cái việc setup cái máy của mình. Thì đây là cái roadmap của mình. Đầu tiên ấy là mình sẽ setup cái homebrew, cái terminal, cái bus. Sau đấy là mình sẽ setup một cái spectacle. Ví dụ như các bạn muốn resize cái thằng này, hoặc là các bạn muốn dịch nó qua bên này rồi này nọ, nó rất là khó chịu ha. Cái spectacle này nó sẽ giúp cho mình hoạt động những cái thứ đấy, giống như là ở bên Windows ấy. Bên Windows có cái trò là bấm nút Windows đúng không? Các bạn bấm qua bấm lại, rồi ấy, là nó sẽ dồn dồn hoặc là nó tắt ra các kiểu. Mình cũng muốn sử dụng cái function đấy của Windows, nên là mình sẽ sử dụng cái thằng Spectacle này. Tiếp theo đó là mình sẽ setup một số thứ liên quan tới thằng Dock và thằng Finder. Cái đống Dock này và cái Finder của mình. Tiếp theo là mình sẽ setup cái browser. Mình sẽ sử dụng Firefox. Tiếp theo đó là Node.js, Code Editor, là mình sẽ sử dụng VS Code. Sau đấy là mình sẽ cài một số cái extension vào. Sau đấy là một số thứ để mà mình có thể thư giãn và bảo vệ sức khỏe. Tiên là cái timeout, có nghĩa là cứ sau bao nhiêu phút thì nó sẽ bảo mình là nghỉ ngơi rồi stretch rồi các kiểu, đứng dậy đi qua đi lại trong vòng bao nhiêu phút. Thứ hai đó là cái flux. Flux thì là nó để nó triệt tiêu cái ánh sáng xanh ở trên màn hình máy tính của mình, và nó giúp cho đôi mắt mình nó khỏe hơn. Thực ra cái kính của mình ấy, nếu như mà các bạn ở gần ấy
thì các bạn sẽ thấy được là cái kính mình nó đục chứ nó không có trong suốt như là những cái kính cận khác, mà nó sẽ đục tại vì nó có cái blue kết ở trong đấy. Thì các bạn nhớ về những cái màn hình ngày xưa á, những màn hình thùng ngày xưa họ hay có một cái tấm trắng màu đen 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 phía trước không, thì cái tấm đấy chính là cái tấm blue kết. Những cái màn hình sau này thì bắt đầu nó đưa cái công nghệ nó vào bên trong màn hình và nó giảm cái ánh sáng xanh đi rồi, nhưng mà nó vẫn còn. Thì khi đấy á, là mình sẽ sử dụng những cái ứng dụng để mà mình triệt tiêu thêm nữa, thì cái đấy là nó sẽ giúp cho mắt mình khỏe hơn. Đây là những cái extension mà mình sẽ cài đặt, và đây là những cái về cái những cái bus command mà mình sẽ sử dụng để mà mình cài đặt trên cái máy của mình, trên Mac. Thì những cái thứ mà để build, để đồ này nọ ấy, thì nó sẽ sử dụng của thằng Xcode. Có nghĩa là nếu như các bạn có Xcode rồi thì nó sẽ rất là dễ dàng, tại vì nó đã cài đặt tất cả mọi thứ liên quan tới development cho các bạn rồi. Có nghĩa là những cái thư viện mà liên quan tới development và build không thôi ấy, thì cái thằng Xcode nó sẽ cài cho các bạn. Nhưng mà nếu như bạn không có Xcode, đây là thứ mà các bạn có thể cài vào để mà các bạn có được những cái thứ liên quan tới build tool mà các bạn không cần phải cài đặt thêm sau này ha. Ok, mình sẽ cài cái này vào số cái build config build tool. Commercialization agreement. Ok, agree. Trong khi mà nó cài cái đấy, mình sẽ cài một cái gọi là homebrew ha. Brew nó sẽ giống như là cái apt-get của bên Linux, và nó giống như là cái chocolate của bên Windows. Nó là một cái repo mà nó lưu trữ những cái library hoặc là những cái ứng dụng mà chạy nền của thằng macOS. Thì nó sẽ lưu ở trên Brew, và các bạn có thể sử dụng Brew để mà các bạn có thể cài đặt những thứ đấy. Và đồng thời ấy, nó có thêm một cái nữa là Brew Cask. Thì cái này á là để cài đặt những cái ứng dụng mà GUI, có nghĩa là ứng dụng có giao diện ở trên macOS bằng Brew. Ví dụ như VS Code chẳng hạn, những cái Firefox chẳng hạn, thì các bạn có thể cài bằng cái thằng này. Các bạn có thể vào trang chủ của nó là brew.sh này, và nó sẽ có một cái đường dẫn ở đây để các bạn có thể lấy và các bạn cài đặt được. Thì cái này các bạn chỉ cần cầm và các bạn bỏ vào cái terminal các bạn run là được. Trong khi mà nó cài những cái thứ đấy, để mà mình tiếp tục được những cái bước này á, thì mình phải đợi cho cái homebrew nó cài xong. Mà mình nghĩ là nó sẽ không cài nhanh đâu, nên bây giờ mình sẽ setup cái doc và cái folder. Việc đầu tiên mình làm khi mà mình cài đặt một cái Mac á, đó là mình xóa tất cả những thứ nằm ở trên cái doc. Có nghĩa là mình cực kỳ ghét cái doc này, và mình cực kỳ không muốn nó xuất hiện ở trước mặt mình, và nó chiếm rất là nhiều diện tích ở trên cái màn hình của mình, nên là mình sẽ xóa hầu hết tất cả mọi thứ nằm ở đây. Đấy, có nghĩa là mình sẽ remove tất cả mọi thứ ra khỏi cái dock của mình. Và nếu như mà mình muốn truy cập vào những cái ứng dụng mà nó thường nằm ở trên dock, thì mình chỉ cần command space xong rồi mình gõ vào thôi. Ví dụ như mình muốn vào folder thì mình gõ folder tìm ra được thôi. Tiếp theo đó là vào cái system preference, và mình sẽ chỉnh cái dock nó nằm qua một bên, nó qua bên này. Size nó sẽ cực kỳ nhỏ, và nó sẽ có magnification, có nghĩa là khi mình tròn chuột vô là nó sẽ to ra. Ok, nhưng mà bình thường nó sẽ nhỏ, tại vì mình cần chỉ vào là mình phải cần biết app là app nào để mà mình chọn cho đúng. Folder chúng ta sẽ vào setting, vào sidebar, và mình sẽ bỏ đi những thứ mà mình không sử dụng. Đầu tiên là cái recent. Resend là cái thứ mình rất là ghét, tại vì mình không bao giờ sử dụng cái tính năng này cả. Tại vì khi mà các bạn mở cái folder của cái macOS ra đúng không, nó sẽ vào thẳng cái resend, và nó có rất là nhiều file trong đấy, và nó rất là khó chịu, chả biết phải làm gì với cái đống đấy cả, nên mình không có cần hiện cái này ra làm gì cả. Music Bitrate Milo đó, mình muốn cái home mình đi ra ngoài cho nó lên đây. Rồi cái tag này thì thực ra từ cái hồi mà mình sử dụng MacBook đến bây giờ thì mình chưa biết cái tag này sử dụng để làm gì cả. Bỏ đây. Qua đây thì new folder window show, mình sẽ cho nó show về cái home của mình. À, khi mà search thì mình sẽ search. Cái này cũng là một cái mà mình rất là ghét ở trên MacBook, đó là khi mà các bạn search ấy, thì nó search this Mac, thì nó search cả cái Mac của bạn, thì biết bao nhiêu dữ liệu để mà nó search đúng không. Nhưng mà khi mình vào một cái folder thì mình thường thường mình sẽ expect là mình sẽ search ở trong cái folder đấy thôi đúng không, nên là sẽ search trên current folder thôi nè. Bây giờ mình đang ở home, mình sẽ tạo ra một cái folder gọi là dev, thì mình sẽ cho cái này vào trong cái folder của mình luôn. Có nghĩa là cái dev này nó sẽ lưu trữ tất cả những cái code của mình, tất cả những cái thứ liên quan tới lập trình của mình ở trong này. Brew cài xong nè, Docker folder cài xong nè, trừ tới cái terminal, cái bus. Bây giờ mình sẽ cài cái item vào. Mình sẽ sử dụng cái cost, tại vì cái item là một cái GUI application, là nó sẽ cài cái item xuống cho mình ha. Tiếp theo mình bên này mình sẽ cài
Rails install bash và Rails install git. Tại sao mình lại sử dụng cái Rails install bash này? Tại vì nếu như bây giờ á mà mình lấy cái version của thằng bash này thì cái version của nó là 3.2.57 thì đó không phải là cái version mới nhất. Ở trên cái thanh tab này nè là nó có ghi là yes sh, thì có nghĩa là cái shell mặc định của thằng macOS từ cái Catalina trở đi là nó là yes sh. Nhưng mà thực sự là mình không có biết cái thằng này, mình không có rành về cái thằng này, mà trước giờ mình chỉ sử dụng bash thôi, nên chắc chắn mình sẽ cài bash vào và mình sẽ set cái mặc định về là cái bash. Sorry mọi người, nếu như mọi người nghe cái tiếng à là do cái MacBook này nó đang chạy cái quạt của MacBook này nó kêu hơi bị to, nhưng mà mình nghĩ như vậy cũng ok, tại vì cái quạt kêu to thì có nghĩa là cái quạt đang chạy, mỗi quạt đang chạy có nghĩa là cái máy được tản nhiệt. Rồi mình đã cài xong cái thằng bash, mình sẽ check cái bash. Thì cái bash hiện tại của mình là xuyệt bin xuyệt bash đúng không, bash version vẫn là thằng cũ, nhưng mà mình đã cài cái patch mới là 5.0.18 Catalina vào rồi. Khi mà mình mở ra cái tab mới á, thì mình patch version là 5.0.18, nhưng mà cái shell hiện tại của mình vẫn là yes.sh. Ví dụ như ở đây echo dollar shell thì nó vẫn là yes.sh, nên là mình sẽ phải setup lại cái ở trong cái file shell sudo nano etc shell password. Ok, ở đây mình sẽ phải bỏ cái thằng user local bin bash control x yes enter. Bên này là nó đã cài xong cái item cho mình, bây giờ mình sẽ tắt cái này luôn và mình mở cái item lên. Bây giờ nó vẫn sử dụng cái yes sh nha, thì nó có một cái function đó là change shell as, là mình sẽ chọn cái tên của cái shell nào mà mình muốn chuyển qua. Mình sẽ sử dụng bash user local bin bash. Rồi bây giờ mình đang ở thằng bash rồi, và bây giờ mình đã có cái item rồi, thì bây giờ mình sẽ setting một chút cho cái item này ha. Bất kỳ cái ứng dụng nào trên macOS thì các bạn đều có thể sử dụng cái command phẩy để mà các bạn vào cái setting của nó ha. Thì đầu tiên mình sẽ vào cái appearance theme compact minimal regular minimal đi. Mình sẽ qua cái profile ha. Ở đây mà mình mở icon ra được không? Kiếm cái icon vui vô đây cho màu mè sô chè coi. Mấy ngày này đang bị đau răng khùng, cho cái răng vô ba trái. Home directory, working directory, reuse previous session directory. Ok đây, có nghĩa là ví dụ như các bạn cd vào document, thì nếu như bạn new tab á thì nó sẽ về home. Và cái này nếu như các bạn chọn cái reuse previous session directory ấy, thì khi mà các bạn new tab nó sẽ thành là cái chỗ hiện tại của các bạn, có nghĩa là sẽ vào cái folder mà các bạn đang mở hiện tại ở cái tab cũ, thì nó sẽ mở qua bên cái tab mới là bằng cái directory của cái tab cũ luôn ha. Rồi có cái răng ba trái nha. Rồi qua cái color, mình muốn cái màu của nó, mình nghĩ là mình nên chọn một cái màu giống như màu của ông dev fb 347. Ok, mình sẽ đi tìm cái font mà mình thích. Mình thích một cái font gọi là anonymous pro font. Ok, mình sẽ kiếm chỗ nào mà để mình tải xuống được. Ok, giờ cài vào install font vào. Rồi thì chỗ này mình sẽ set nó thành cái anonymous pro size của mình. Và sau này mình sẽ cũng có thể mình sẽ quay video ở trên cái máy này, nên mình sẽ để cho cái font size nó to ra một chút để mà sau này cho các bạn dễ nhìn ha. Window
cho nó transparent một chút đây. Rồi terminal không có gì, section key à đây, cái preset của cái key á, thì nếu như các bạn nhìn này, các bạn nhìn nha, thì ở trên cái bus mặc định ấy, ở trên cái item hoặc là cái terminal mặc định ấy, thì các bạn không thể nào mà các bạn dùng cái phím command để mà các bạn tới lui được, đúng không? Command là nó sẽ đổi tab. Còn khi mà các bạn dùng option để, bình thường á là các bạn dùng option để mà các bạn có thể dịch qua từng chữ một như nè. Nhưng mà ở trên cái item ấy, thì nó không làm được như vậy. Mà các bạn option á là nó sẽ ra cái chữ như thế này. Mình luôn luôn là mình sẽ chuyển nó thành cái gọi là, nếu như các bạn chuyển qua thành cái natural text editing á, thì nó sẽ giúp cho các bạn giải quyết được một số vấn đề đấy. Ví dụ nha. Đó. Rồi về trước, về sau, về trước, về sau. Đó. Và thêm một điều nữa, đó là cái tên này nó hơi kỳ, đúng không? Các bạn có thể lấy được cái thông tin của cái thằng đống đằng trước này, cái đống prompt ấy, bằng cách là các bạn echo ra echo là ps1 ha. Thì đây là cái setting hiện tại của các bạn. Cái h có nghĩa là host, cái w có nghĩa là directory, u có nghĩa là, thì bây giờ nếu như các bạn muốn customize cái gì MacBook Pro hoặc là Milo này thì các bạn sẽ cần phải chỉnh sửa cái thằng ps1 này, có nghĩa là cái environment variable ps1 này, thì các bạn sẽ làm được điều đấy. Bây giờ mình sẽ tạo ra một cái file gọi là bus.rc ha. Thì trong này mình sẽ export cái ps1 ra. Thì đây mình có thể viết là export ps1 bằng, đó là CO là user này. Sau đó là các bạn muốn thêm một cái icon vào, xong các bạn kiếm một cái hình nào đó mà các bạn thích mận dục vô. Da mình hơi đen. Xong bây giờ mình cắt ra, đúng không? Là mình sẽ tới cái thằng directory, thì mình sẽ bỏ cái W vô. W hoa nha, W hoa thì nó lại sẽ là short directory. Còn nếu như các bạn để W thường là nó sẽ dài nhằn nhằn vậy. Xong sau đấy mình sẽ có thêm một cái emoji nữa. Các bạn có thể dùng cái edit rồi các bạn vào cái emoji cũng được. Còn không là bạn dùng command, control, space là nó sẽ ra cái này ha. Ủa chứ răng thằng này nó lại kỳ cục vậy, mà thằng kia nó cái tay nó to vậy. Ngộ nghĩnh gì à, trời ơi, thêm cái tay này, cái này ở trong cái này và chỉ ra là mày phải làm này, làm này à, không thì chỗ này các bạn có thể để như này cũng được ha. Rồi các bạn save lại, yes, enter. Sau mình sẽ thử ở bên một cái tab khác. Sau đấy là các bạn sẽ phải sort cái thằng bus.rc, cái lá là đây. Bây giờ nè, nó đã có cái Milo trỏ tới dấu ngã, thì mình nghĩ là mình phải chỉnh lại thêm một chút. Còn không thì mình không có xài emoji cũng được. Nói chung là mình giới thiệu cho các bạn biết về cái đó là cái gì thôi. Ok, là Milo add cái nớ. Đấy là những cái mà vui vui mà các bạn có thể customize. Cũng có thể là mình sẽ đưa lại cái màu của cái thằng text này về lại màu như này. Và sau đấy mình sẽ vào trong cái thằng bus.rc để mà mình chỉnh lại cái màu của cái đống này ha. Có hướng dẫn nè. Đây thì có nghĩa là các bạn phải mở ra, bỏ màu vô ha. Xong rồi các bạn làm gì đó các bạn làm, xong các bạn đóng lại, vậy là được. Và bắt buộc là các bạn phải đóng lại, chứ không là cái màu sẽ tràn ra phía sau luôn. Nói vậy là nó chỉ có những cái màu như này thôi, và mình phải sử dụng tụi nó, chứ không có cách nào mà mình sử dụng những cái màu khác được cả. Là xuyệt e vung 94m u add bla bla bla, cho cái user là blue thôi. Xuyệt e vuông 0m. Rồi chữ s vẫn để màu cam. Xuyệt e vuông 33m. Xuyệt e vuông 0m maybe. Ok, enter, sort đấy. Xuyệt e vuông 0m. À, xuyệt A chứ đi, xuyệt 3 vuông 0m. Sai, đúng rồi. Rồi nên bây giờ tất cả những cái chữ đằng sau là chữ màu trắng nè. Nhưng mà cái đống này đằng trước á là sẽ màu khác. Ok, là bây giờ á là mình đã cài xong item nè, terminal cài xong bus luôn rồi nè, setup bus đồ hết rồi nè, dock finder cũng xong luôn. Bây giờ mình sẽ cài cái spectacle này vào, và mình sẽ cho các bạn coi được là cái điều kỳ diệu mà nó mang lại.
Brill Stock. Đúng rồi. Install Spectacle. Trong thời gian mà nó cài cái đống này thì mình sẽ cài lung cái NVM vào chứ không phải NPM nha. Bình thường các bạn muốn cài Node.js là các bạn sẽ vào Node.js.org đúng không? Thì khi đấy là các bạn sẽ tải này về và các bạn cài bằng cái file DMG rồi chẳng hạn. Nhưng mà mình cũng có thể cài bằng, đó là mình sử dụng cái NVM này ấy, nó sẽ giúp cho các bạn quản lý được cái version của Node.js rất là phê, rất là cụ thể. Thì mình khuyên là các bạn nên sử dụng cái này cho thằng Node.js ha. Trong khi đấy thì mình sẽ mở cái thằng Spectacle. Open Reference. Các bạn nhìn là nó có rất là nhiều cái command. Ví dụ như là bây giờ các bạn nhìn nhá. Ví dụ như là item lại đây. Command, option, trái. Đó, là bây giờ là mình muốn nó dịch qua bên nào là nó dịch bên đấy, chứ mình không có cần phải ngồi kéo rồi với lại là mở full màn hình đồ này nọ đi kia đấy. Rất là tiện ha. Và đồng thời là nó có rất là nhiều command chứ không phải là chỉ một mình cái đấy thôi. Nên là các bạn có thể tham khảo để các bạn sử dụng ha. Train to use permission deny. Chuyện là như này, đó là nó không bỏ vào trong cái bash rc để mà nó run được cái command này. Bây giờ là mình phải làm cách nào đấy để mà mình run được cái command này. Thì đó là mình sẽ sudo vào cái mình vào trong này. Sau đấy là mình sẽ pass cái thằng đấy vào. Như vậy là được lưu lại. Xong rồi mình sort cái chấm bash rc. Ok. Và bây giờ mình sẽ gọi được cái NVM. Bây giờ mình sẽ xem thử là trên cái máy của mình nó có Node chưa. Mình có thể sử dụng là NVM list. Đấy, nó sẽ xem thử là ok, Node.js đây này có không. Không có nè, NA nè, Node available nè. Thì bây giờ mình cài Node vào. NVM install 14. Version hiện tại của Node.js mới nhất là 14 đúng không? Install vào. Nếu như mình gọi là 14 thì nó sẽ cài cái bản minor version mới nhất của cái major version là 14. Thì bây giờ là nó đã cài NVM 6 vào, sau đó là nó cài Node.js 14 vào rồi. Sau bây giờ là mình sẽ npm install light server là ESLint. Hai cái này là hai cái mình thường dùng khi mà mình làm web, tại vì cái thằng light server có nghĩa là nó sẽ cho các bạn serve một cái static file. Hay là các bạn có một cái file HTML thì các bạn có thể gọi cái function light server là các bạn run thẳng luôn. Các bạn sẽ lên được localhost 3000 hoặc là localhost 8000 gì đấy, chuyện của bạn. Cái ESLint là để set cái style cho JavaScript thôi đúng không? Mình sẽ qua một cái tab khác và mình sẽ install cái thằng Visual Studio vào. Brewcast install Visual Studio Code. Trong thời gian chờ đợi thì mình có một cái như này, cd dev. Mình có một folder dev đúng không? Thì bây giờ mình ủa sao nó lại như thế này. Mình nhớ ra một cái vấn đề, đó là đối với lại cái thằng bash ấy thì nó sẽ không tự động run cái bash rc khi mà mình new tab hoặc là mình new window, mà nó chỉ run những thứ nằm trong cái bash profile thôi. Nên có thể là mình sẽ phải copy những thứ nằm trong cái bash rc và mình move qua bên bash profile. Và ở bên Mac thì nó sẽ có một cái là cp. Bây giờ là mình đã copy được những thứ nằm trong cái bash rc qua cái bash profile rồi nè. Thì bây giờ mình sẽ sort cái thằng bash profile ha. Rồi, mình sẽ thử mở new tab. Được. Ok, vậy là có nghĩa là bây giờ mình đã save được tất cả những thứ liên quan rồi. Node. Ok, được. Chấm npm về. Mình đã sửa xong được cái thằng bash của mình rồi nè. Mình đã cài được cái Visual Studio, mình đã cài được cái Light Server và ESLint. Và bây giờ mình sẽ cài những cái extension của thằng Visual Studio ha. Các bạn có thể thấy ở đây là mình có một cái file gọi là VS Code Extension. Thì đây là tất cả những cái extension mà mình muốn cài vào cái VS Code của mình. Và đây á, có một cái command mà để mình cài tất cả những cái extension này vào mà không cần phải mở UI ra. Và cái cách sử dụng của nó đó là các bạn tạo ra một cái file.
VS Code Extension TT. Xong rồi các bạn Nano VS Code Extension TT. Sau các bạn mở hết cái đống text này vào và các bạn bắt nó vào rồi lưu lại. Sau đấy là các bạn sẽ dùng cái command này và các bạn run. Thiếu chữ S, bỏ chữ S lên đi. Do ở trên cùng nó có một cái dòng trắng nên là nó không có thể run được, tại vì nó không có tìm thấy được một cái thư viện nào mà một cái extension nào mà nó tên của nó là một cái khoảng trắng cả, nên là mình xóa cái đó đi là nó sẽ run được ha. Và bây giờ là mình chỉ cần ngồi và mình đợi thôi, và nó sẽ cài tất cả những cái extension vào trong cái VS Code của mình. Trong thời gian chờ đợi thì mình sẽ cài cái thằng Firefox Brave Cask Install Firefox. À, mình còn một số thứ nữa, đó là cái Break và Flux. Flux thì mình không biết là cái Brave nó có hỗ trợ hay không. Tức là mình sẽ có thể cài đặt cái Flux này bằng Brave Cask. Real search cái thằng timeout. Tại vì cái ứng dụng mà để mà mình chợp mắt là đây là timeout ha. Real cast install timeout. Open lane này. Ok này. Confirm location này, done này, notification allow, rồi thằng này time out, mở lane này, open này, một tiếng đồng hồ thì mình sẽ nghỉ 5 phút, 15 phút thì nghỉ 15 giây, continue, và tất cả mọi thứ nó sẽ hiện trên này. Và cái flux này thì các bạn có thể chỉnh được cái độ nóng của độ ấm của cái màn hình của các bạn. Đây thì bây giờ nó đang ban ngày nên là thành ra là nó để cái màn hình sáng độ bình thường. Còn nếu như cứ tới tầm 9 giờ tối thì nó sẽ bắt đầu nó đậm màu lên. Và cái lúc mà mình đi ngủ á, là cái đoạn tầm 11, 12 giờ đêm á, thì nó vàng khè luôn kiểu vậy. Và bây giờ mình mở cái code lên nè. Bấm. Đó, material icon thêm, activate vô. Service icon activate vô. Đó, live share tắt đây. Đó, có nghĩa là nó cài tất cả những extension chỉ bằng một câu lệnh thôi. Không nào thích thì có thể chơi ba đồ này. Có nghĩa là các bạn có thể làm một cái như này, có nghĩa là các bạn tạo ra một cái list những cái command để mà các bạn setup cái máy. Sau đấy là các bạn tạo ra một cái list của những cái extension mà các bạn cần phải cài vào. Rồi khi mà các bạn đổi máy, các bạn chỉ cần run bập bập xong. Vui lắm, làm mấy cái này vui lắm. À, bây giờ mình sẽ vào cái thằng item cd vào dev. Sau đó mình sẽ tạo ra một cái folder my first website. Sau đó là mình sẽ mở bằng code. Ha, nếu như các bạn cài VS Code mà nó không có cái command code ấy, thì các bạn có thể bấm là command shift p hoặc là bên Windows là control shift p, và các bạn chọn cái install đây thì các bạn sẽ thấy là cái install code command in path thì nó sẽ cài vào, và kia đấy các bạn có thể sử dụng được cái code, được cái code command ấy. Cái này này. À, bây giờ thì tạo ra cái file chơi index.html html. Sau đấy là dưới này mình cho vào là hello world. Alright. Rồi, ví dụ mình cd vào trong my first website.
sau đó mình byte server. Đấy, hello world. Server là localhost 3000. Chờ là tới lúc mình tắt cái Safari, có thể tạm thời tắt cái item đi, và mình sẽ quit cái Safari và mình bỡ luôn cái Safari ra ngoài luôn. Cái này cũng không cần, cái này cũng không cần. Done. Firefox. Đây là cái setting cuối cùng. Ủa cái timeout đi sao nó không có show lên trên kia ta. Rồi, không include trong doc này, mà show lên trên này nè. Hồi nãy mấy cái link kia đâu rồi ta? GitHub. Rồi, mình sẽ cài những thứ như sau: Tablist, Stylus và View DevTool là những cái thứ mà mình sẽ cài đầu tiên. À, cái View DevTool này nó sẽ phục vụ cho công việc sắp tới. Cái Stylus này thì để mình dark mode tất cả mọi thứ. Tiếp theo là cái Tablist. Tablist là để cho cái pay welcome. Nhưng mà đầu tiên ấy thì mình sẽ vào cái setup của thằng Firefox trước đã. Restore previous session. Yeah. Có nghĩa là khi mà mình các bạn có rất là nhiều tab mà các bạn tắt đi, sau đó các bạn mở lại thì nó sẽ lấy lại cái đống tab đó cho các bạn. One way you quit the browser. Okay. Make default. Use Firefox. Control tab cycle through. Control tab. Okay, nhầm nhí. Mình không có muốn show ra cái preview như thế này, tại vì cái preview này nó rất là không có ý nghĩa. Tại sao phải preview? Mình muốn là bấm cái là nhảy qua luôn, giống khỏe chứ mấy gì vậy. Tắt cái này đi. Đó, mình muốn như này nè. Home. Không, mình sẽ muốn về blank page. Rồi, search ok. Search engine go. Provide search suggestion. Oh. Cái search suggestion này giống như là cái tracking á. Có nghĩa là khi mà các bạn gõ một cái chữ nào đấy thì cái browser nó sẽ cầm cái chữ đấy của các bạn và nó request lên trên cái server của thằng DuckDuckGo chẳng hạn, và nó lấy cái auto complete nó xuống nó gài vào đây, hoặc là nó sẽ catch ở trong cái browser của các bạn, thì nó chả khác chi là một thể loại tracking cả. Và đối với developer thì mình không thích cái đấy. Privacy and security standard straightforward login and password. Không có lưu gì cả, không auto fill, không có lưu gì cả, tại vì sau này có thể là mình sẽ quay video cho các bạn thì cái auto fill nó là một thứ rất là kỳ cục, đúng không? Tôi thích là tôi gõ vô thôi chứ không có cái chuyện mà tôi gõ một chữ xong rổ ra một đống cái email của tôi để đó thì không được. Ok, còn lại thì không có gì. Ba cái đồ san này là không có chơi rồi đó. Sync thì mình không sync, mình chỉ muốn để như thế này thôi. Vậy là tất cả những cái setting mà mình cần đối với lại thằng Firefox. Tiếp theo là mình sẽ cài extension. Đầu tiên là tab list. Có nghĩa là mình đang mở ra bằng new tab và blank page, đúng không? Thì bây giờ mình muốn có một cái thứ gì đó nó vui hơn là cái blank page, nhưng mà nó không phải là cái homepage của Firefox. Thì tablist.io install tablist for Firefox. Add to Firefox. Add. Ok, got it. Rồi, new tab. Keep changes. Đấy, là nó ra cái hình như thế này, giờ dắt được các kiểu của afternoon. Tiếp theo, đó là thằng Stylus. Thì cái thằng Stylus này thật ra cài cũng được, không cài cũng được, cho vui thôi. Cho nó có màu, có mè thôi chứ không có gì đâu. Firefox. Add vô. Ok, got it. Cái Stylus này, nó sẽ sử dụng để mà nó có thể add cái CSS vào trong cái page. Có nghĩa là ví dụ bây giờ là cái GitHub của mình ấy, là cái màu mà là như này, và mình muốn add cái CSS vào trong đấy để cho nó thành màu đen, kiểu cho nó dark mode hoàn toàn cái máy mình luôn. Có một cách, đó là có ông search ở trên GitHub ấy. GitHub dark chẳng hạn. Đấy, stylist theme. Xong rồi mấy ông cầm cái này về. Đấy, mấy ông xuống như này, mấy ông coi thử. Mấy ông chọn cái mà github.user.css này. Nó sẽ mở ra cái trang này. Thằng Stylus nó sẽ bắt cái đấy. Xong là nó sẽ cho các ông install cái style này vào trong cái web của các ông. Và bây giờ khi mà tôi mở cái GitHub ra, dark mode. Đấy, mọi người vào cái resort của cái thằng Stylus này. Đóng theme của nó thì nó có thể ví dụ như thằng Stack Overflow dot này. Thì các bạn chỉ cần vào đây, các bạn install user css, vậy nó sẽ ra đây, và sau đó là cái install cái đống này. Và ví dụ như bây giờ mình mở stack overflow
ở đại một cái link nào đấy lên nhá. Yeah, dark mode đấy. Đấy là cái thứ mà mình hay sử dụng ở trong cái thằng Stylus và Firefox. Tiếp theo là cái view dev tool, tại vì sắp tới mình sẽ làm việc với Node.js và view nên mình chắc chắn mình sẽ phải cần cái thằng này. Cài thôi, cài trước thôi. History, remove, sidebar, remove, account, remove, chẳng bao giờ dùng. Stylus, remove from toolbar, không cần thiết. Mình chỉ cần cái thằng view này để nó báo cho mình biết cái website này nó có sử dụng view hay không thôi. Còn lại thì mình không quan trọng. Này là gì đây? Remove. Vậy là mình đã setting hầu hết cả những thứ mà mình cần cho công việc của mình sắp tới. Node.js, VS Code, những thứ mà break, chuẩn bị tới cái giờ break rồi đấy, bảo vệ mắt rồi các kiểu. Sau đó là doc và folder. Folder thì mình đã chỉnh rồi, mình đã gom nó về rất là nhỏ rồi. Còn cái doc thì mình cũng đã gom nó về còn như này thôi. Spectacle để mà mình có thể nhảy qua nhảy lại giữa các page của màn hình, lên xuống các kiểu. Đó, kiểu vậy. Cứ 5 phút là phải không, ngồi vậy đi qua đi lại, nhún nhảy, quẩy đồ, múa quạt đồ các kiểu. 15 giây nhún đồ rồi đấy. Xong 15 giây là bắt đầu mình ngồi code tiếp. Thay vì làm dev cũng phải tập trung mà. Nên lâu lâu mới phải bật ra và mấy ông nghỉ ngơi, chứ không là mấy ông loạn ấy. Video này đến đây thôi. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Nếu mọi người thấy video này hữu ích thì hãy bấm like và share trong dev nhé. Nếu đây là lần đầu tiên mọi người đến với channel của mình thì hãy bấm nút subscribe và bấm cái chuông để nhận được những video mới nhất nhé. Nếu mọi người có bất kỳ câu hỏi gì và cần tư vấn thì mọi người hãy comment ở phía bên dưới hoặc là nhắn tin qua fanpage ông Đếp Cường Tính để mình trả lời mọi người một cách nhanh nhất nhé. Ok, see you. Bye bye.